Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu tiếp một bài giảng tiếp theo của phần môn địa lý lớp 6 trong bộ môn lịch sử và địa lý lớp 6. Bài học hôm nay chúng ta tiếp hiệt, tiếp tục tìm hiểu là bài tìm đường đi trên bản đồ. Bài học này có 3 phần. Phần 1 và phần 2 là mà chúng ta đã tìm hiểu ở tiết học trước. Và đến tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phần 3 la mã tìm đường đi trên bản đồ đây là một nội dung rất quan trọng nó mang động tính chất ứng dụng rất cao trong thực tế cuộc sống nên cô rất mong các em hãy chú ý vào nội dung bài học trước khi đi vào tìm hiểu nội dung chính chúng ta sẽ có một phần khởi động nhẹ để cho các em có thể nắm lại kiến thức của bài học cũ Quan sát lược đồ khu vực Đông Nam Á Các em hãy xác định cho cô hướng đi từ Hà Nội đến Bangkok Từ Bangkok đi Kuala Lumpur Và từ Jakarta đi Bandar Seri Birawan Vậy thì đối với hướng đi từ Hà Nội đến Bangkok Chúng ta sẽ xác định Từ Hà Nội đến Bangkok chúng ta di chuyển theo hướng Tây Nam Ở đây chúng ta sẽ lấy trung tâm để xác định phương hướng là Hà Nội Hướng thứ hai là từ Bangkok đi Kuala Lumpur chúng ta sẽ lấy điểm bắt đầu là Bangkok. Di chuyển về hướng nam, chúng ta sẽ được đi đến vị trí là Kuala Lumpur. Và thứ ba là từ Jakarta đi Banda Seri Perawan. Từ Jakarta, chúng ta sẽ lấy Jakarta là tâm điểm để xác định phương hướng. Đi hẳn về hướng đông bắc là chúng ta đi đến được Banda Seri Begawan. Vậy thì đây là những phương hướng cơ bản mà chúng ta đã được tìm hiểu một phần trong tiết học trước. Vậy thì cùng với phương hướng, cùng với tỷ lệ bản đồ, chúng ta sẽ xác định kỹ hơn trong cái cách tìm đường đi trên bản đồ. Vậy thì muốn tìm được đường đi trên bản đồ, ta phải căn cứ vào hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là phương hướng và yếu tố thứ hai là tỷ lệ Vậy thì để giúp cho các em củng cố lại kiến thức một phần về tỷ lệ chúng ta đã tìm hiểu ở tiết học trước, bây giờ chúng ta sẽ có hai bài tập nhỏ. Bài tập thứ nhất là trên bản đồ hành chính có tỷ lệ 1 chia 6 triệu, tức là 1 cm trên bản đồ bằng 6 triệu cm ngoài thực tế. Thì khoảng cách từ Hà Nội đến thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An là 5 cm. Vậy thực tế thì hai điểm này cách nhau bao xa? Và các em lưu ý, Quãng đường ngoài thực tế chúng ta thường sử dụng đơn vị là km Đối với bài tập này chúng ta sẽ tiến hành đổi 6 triệu cm chúng ta đổi thành 60 km Sau đó chúng ta sẽ lấy 5 đi nhân với 60 thì chúng ta ra được 300 km Vậy thực tế từ Hà Nội đến thành phố Vinh cách nhau đúng 300 km Vậy thì từ đây chúng ta thấy được rằng từ số đo trên bản đồ để tính được khoảng cách ngoài thực tế thì chúng ta chỉ cần lấy số đo trên bản đồ nhân với đúng cái tỷ lệ của đề bài đã cho và sau đó chúng ta đổi về đúng đơn vị là km thì các em sẽ ra được khoảng cách thực tế giữa hai địa điểm. Vậy thì ngược với từ bản đồ ra thực tế thì sang bài số 2 chúng ta sẽ xác định xem từ thực tế đi vào bản đồ là thu nhỏ bao nhiêu cm. Ở bài số 2. Hai địa điểm có khoảng cách thực tế là 25 km. Bản đồ có tỷ lệ 1 chia 5 triệu. 1 Xin lỗi các em, 1 chia 500.000. Tức là 1 cm trên bản đồ bằng 500.000 cm ngoài thực tế. Vậy thì khoảng cách giữa hai địa điểm đó trên bản đồ là bao nhiêu? Chúng ta sẽ tiến hành đổi 25 km bằng 2.500.000 triệu 500 ngàn cm. Sau đó chúng ta lấy 2 triệu 500 ngàn cm này chia cho 500 ngàn Thì chúng ta sẽ ra được 5 cm Vậy tức là khoảng cách giữa hai điểm trên bản đồ là 5 cm Từ kiến thức cơ bản về phương hướng và tỷ lệ Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xác định Tìm đường đi các em quan sát cho cô hình 3.5 Đây là lược đồ khu vực trung tâm thành phố Hãy xác định cho cô khoảng cách từ bảo tàng Chính tích chiến tranh đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu cm trên bản đồ. Và các em lưu ý khi chúng ta xác định khoảng cách giữa hai điểm trên bản đồ là chúng ta tính theo phương thức là tính đường chim bay. Đây là bảo tàng Chính tích chiến tranh và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã được cô đánh dấu bằng hai cái chấm tròn màu đỏ. Chúng ta dùng thước đo theo cái hình thức là tính đường chim bay thì khoảng cách sẽ là 7 cm. Tính khoảng cách từ đường Nam Kỳ khởi nghĩa đoạn ngã tư Nguyễn Đình Chiểu đến ngã tư Lý Tự Trọng trên bản đồ là bao nhiêu? Chúng ta sẽ xác định được đúng hai vị trí cần đo là hai chấm đỏ ở vị trên lược đồ đã được cô đánh dấu. Và sau đó chúng ta tiến hành đo thì khoảng cách giữa hai vị trí này cái quãng đường nam kỳ khởi nghĩa này là 6,5 cm tính trên bản đồ cũng với bài tập đó bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xác định phương hướng thứ nhất từ hội trường tức là từ dinh độc lập của thành phố đến nhà hát thành phố là chúng ta đang di chuyển theo hướng đông vậy từ nhà hát thành phố hồ chí minh về chợ bến thành là chúng ta đang di chuyển theo hướng nào đây các em là chúng ta đang di chuyển theo hướng tây nam và sau đó chúng ta sẽ xác định cái tuyến đường ngắn nhất từ hội trường thống nhất đến chợ bến thành trước hết chúng ta sẽ xác định cái phương hướng chúng ta sẽ di chuyển theo hướng đông nam Nào, từ hội trường thống nhất chúng ta di chuyển theo hướng đông nam và chúng ta cắt ngang các con đường Nguyễn Du, Lý Tự Trọng và Lê Thanh Tôn là chúng ta đến được chợ Bến Thành. Thì đây là một bài học mang tính chất ứng dụng rất cao. Không đòi hỏi các em phải ghi nhớ nặng kiến thức, chỉ cần các bạn em nắm được cái phương thức cơ bản để xác định được phương hướng, xác định được tỷ lệ. Thì các em có thể áp dụng rất tốt vào trong thực tế cuộc sống. Bài tập vận dụng Dựa vào các phần mềm ứng dụng trang web có chức năng tìm đường đi Sử dụng máy tính hoặc điện thoại thông minh Hãy xác định các tuyến đường Từ nhà em đến trường trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình nơi em đang học Hoặc từ nhà em đến Ủy ban nhân dân thành phố Phận An Hoặc từ nhà em đến Ủy ban nhân dân phường Bình Hòa Nơi mà khu vực em đang sinh sống Thì đây là một bài tập mà giúp cho các em có thể là áp dụng cái bài học này vào trong thực tế cuộc sống kỹ hơn Được nhiều điều hơn và cảm ơn các em rất nhiều vì đã lắng nghe cái bài giảng của cô xin cảm ơn và chào tạm biệt các em chúc các em thật nhiều niềm vui và sức khỏe